Một Phật tử nữa hỏi: hiện nay ở trên mạng đang nổi lên một số cư sĩ tu tập và đăng tải các video hướng dẫn tu tập cho các Phật tử. Có vị còn tự cho rằng bản thân đã nhìn thấy được kiếp trước và tương lai của mình, và thậm chí còn nhìn thấy gia tiên và oan gia của các Phật tử khác đang kêu khổ qua mạng Internet mà không cần gặp trực tiếp. Càng ngày càng có nhiều người học theo những người đó, thậm chí cả các Phật tử trong đạo tràng ta. Nay con biết đây là con đường không đúng chính pháp, nhưng con không cách nào nói với các bạn hiểu, mong Thầy trước đại chúng từ bi khai thị để cho chúng con cùng được đi theo con đường chính pháp. A Di Đà Phật. Cái này thời mạt pháp nó thế đấy các quý vị, chính tà lẫn lộn thật khó phân minh. Không chỉ cư sĩ Phật tử đi sai đường đâu, mà tăng ni đi sai đường còn có mà. Đó. Các vị nhớ mấy năm trước cái Thầy nói, cái pháp môn niệm Phật bất niệm tự niệm, mà một đại đức ở trong miền Nam ra miền Bắc truyền bá cũng rầm rộ một thời gian đó. Đúng không? Rầm rộ một thời gian, và Phật tử chúng ta cũng khá nhiều bỏ Thầy, bỏ đạo tràng để chạy theo cái vị ấy, cái vị đại đức ấy, để tu tập xuống tận Hải Phòng, vào tận trong Nam. Rồi vị này cứ ra miền Bắc lúc nào là đi theo lúc đấy. Lúc đó Thầy cũng nói một hai lần, nhưng mà một số Phật tử là không tin. Và thậm chí có người còn nói lại với bạn bè của mình rằng cái Thầy Khai Nguyên trước đây cứ tưởng là Thầy bao dung, Thầy từ bi, Thầy hỷ xả, nhưng không ngờ rằng Thầy là cái người hẹp hòi, lại đi phản ứng lại chính những cái đồng đạo, những đồng tu của mình. Thầy không làm được, Thầy lại đi gì? Lại đi gọi là bài xích những người khác làm được, vân vân và vân vân. Và nói rằng thôi từ giờ trở đi không đến chùa Khai Nguyên nữa. Không đến chùa Khai Nguyên. Nhưng dù thế nào đấy chăng đó, ngày đó Thầy cũng đã nói rồi, các phương pháp tu mà trái với lời Đức Bản Sư dạy ở trong kinh, trái với những lời tổ giảng ở trong luận, đều là sai hết. Chúng ta người tu tập thời hậu thế này, nếu mà rời bỏ kinh điển và sách luận của chư lịch đại tổ sư đã diễn giảng ra rồi, đã chỉ dạy rồi, thì chúng ta chỉ có sai thôi. Ma sự thời mạt pháp này nó nhiều lắm, nó giả, làm cho chúng ta cứ tưởng là mình tu chứng thật, nhưng thực tế đó không phải là chúng ta tu chứng thật, mà đó chính là gì? Tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư. Nó làm cho chúng ta, thậm chí chúng ta cũng cảm thấy là mình được khai mở trí tuệ, được có thần thông, được nhìn thấy kiếp trước của mình và kiếp trước của mọi người, nhìn thấy kiếp sau của mình và của mọi người sau khi chết được tái sinh về đâu, thậm chí nhìn thấy Phật Bồ Tát đến khai thị cho, vân vân, đủ các thứ luôn. Đã có thần thông. Nhưng mà thần thông này không phải là thần thông thực sự do công đức trì trai giữ giới tinh tiến tu hành, tụng kinh niệm Phật thiền định mà trì chú mà thành. Mà do gì? Do yêu ma, quỷ quái nó gì? Nó tác động vào, nó khiến cho những người đó cảm nhận thấy, cảm nhận được, thậm chí là nó giả cho như là chứng được các pháp ấy. Cho nên cứ nghĩ rằng mình đã tu chứng, mình tu chứng. Các vị biết, cái pháp môn của niệm Phật bất niệm từ niệm, ngày đó Thầy là cái người gọi là đầu tiên phản ứng cái việc đó, nói rằng đó là sai. Và một số liên hữu Phật tử đồng tu, kể cả một vị tăng ở trong cùng học với Thầy ngày xưa ở trong thành phố Hồ Chí Minh, khi mà xem cái đoạn đĩa băng giảng mà Thầy phản đối cái việc tu bất niệm từ niệm là sai, là tà đạo, Thầy ấy gọi điện cho Thầy.
Thầy nói rằng cái vị đại đức ấy là tu hành đúng chính pháp. Những cái bài giảng của thầy ấy đúng chính pháp. Những cái lời vị ấy viết thành một cái quyển sách Bất Niệm Tự Niệm ấy là gì? Là đúng chính pháp. Tại sao thầy là người được ăn được học đến nơi đến chốn, cũng là một vị giảng sư có thể nói là gì, không phải là nổi tiếng lẫy lừng khắp thế giới, nhưng ở Việt Nam cũng nhiều tăng ni Phật tử biết đến thầy, đặc biệt là ở phía Bắc. Tại sao thầy lại đi nói như vậy? Và thầy có chốt lại với tôi một câu là gì? Muốn cho Phật pháp hưng long hưng thịnh chỉ có tăng khen tăng. Hòa thượng Tịnh Không viết cái quyển sách đó, giảng cái lời ấy, và sau này các cư sĩ Phật tử họ hội tập lại thành cái quyển sách ấy. Và đại lão hòa thượng Hải Hiền, trước khi viên tịch, lần duy nhất trong đời của ngài có đắp cà sa và chụp ảnh, đó là ngài cầm cái bộ sách muốn cho Phật pháp hưng long chỉ có tăng khen tăng ấy và chụp lên. Nay thầy là cũng là người tu theo tịnh độ, và vì đại đức ấy cũng tu theo tịnh độ, tại sao lại không khen ngợi nhau mà lại đi chỉ trích nhau, đi nói lỗi của nhau? Vị ấy nói tôi một hồi, tôi kể A Di Đà Phật thôi, và chốt lại tôi biết rằng mình không thể giải thích bây giờ, và tôi nói với thầy rằng là bạch thầy, trắng đen một thời gian sau nó sẽ rõ, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Các cụ ngày xưa nói rồi, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng phải loại ra. Cho nên bây giờ con giải thích thầy cũng chắc chắn không có cảm thông đâu, nhưng một thời gian sau thầy sẽ thấy cái bài giảng và cái lời nói của con không chấp nhận cái phương pháp bất niệm tự niệm của các quý thầy đang tuyên truyền bây giờ là chính pháp, mà đó là tà pháp. Thế là thầy tức quá, thầy nói vài tí nó không được, thầy dập máy trẹt một cái. Hơn một năm sau, thầy không dám gọi lại, điện lại cho tôi mà thầy nhắn tin. Thầy xin lỗi là gì? Là với cái pháp tu bất niệm tự niệm, ngày xưa con cứ tưởng đó là chính pháp. Vì con đã đọc thế toàn là, cái quyển sách đọc thế toàn là lời dẫn chứng lời Phật, lời Tổ giảng mà. Cho nên con đã trách thầy. Nhưng nay thì thực sự con biết đó là không đúng với đường lối tu tập pháp môn tịnh độ của chư Phật và chư Tổ đã giảng. Thì tôi cười, tôi chả nói gì. Tôi chả nhắn lại. Vì lại nhắn tiếp một cái tin nữa, nói là thôi thầy còn giận con hay sao, thôi hoan hỉ đi. Tôi cũng chả nhắn lại. Thế cuối cùng thì vị ấy gọi điện lại cho tôi, vị ấy nói là thế này nọ thế kia. Lúc đó là vì cũng đang là theo cái pháp môn ấy mà thấy rất là lợi ích thế này nọ thế kia, cho nên mới ức chế quá, mới gọi điện, mới nói thầy như thế. Nhưng bây giờ biết là sai rồi, cho nên là thôi sám hối thầy. Thì tôi cũng chẳng nói gì, tôi bảo thôi, tất cả nó là cái nhân duyên, đã biết sai mà sửa là tốt rồi. Đó, chúng ta thấy bên ngoài tưởng như là Phật pháp, nhưng mà ở bên trong ấy, cái thực sự cái pháp hành ấy, nó không đúng, nó không đúng một chút nào cả. Vì nó lộ liễu là như cái vị sư ni ở dưới Thái Bình hay là Ninh Bình gì đó mà lừa các Phật tử là ăn hành ấy, tức là gì, là pháp hành, ngủ ở nhà vệ sinh, tức là thường quán chiếu ấy, ngủ dưới đất không đắp chăn đắp chiếu, thậm chí lạnh đến 4-5 độ C đó, 4-5 độ đó, lạnh đến 4-5 độ đó, thì nhưng mà vẫn gì, vẫn không đắp chăn đắp chiếu, đó gọi là gì, gọi là tu như vậy, gọi là tu khổ hạnh, tu khổ hạnh, tu như vậy mới là tu đúng với lời Phật dạy, vân vân, không đắp chăn đắp chiếu, không nằm trên chiếu. Đó, tu như thế, nằm dưới đất lạnh như thế. Còn nếu mà vào trong nhà vệ sinh ấy, ngủ trong nhà vệ sinh ấy, là nhà gì? Nhà vệ sinh người ta gọi là nhà gì nhỉ? Hả? Nhà tiêu. Nhà tiêu.
Tức là gì, ngủ trong nhà vệ sinh, tức là cứ ngủ trong đó là nghiệp tự nhiên nó sẽ gì, sẽ tiêu đi, không cần phải tu gì nữa, thế là tiêu nghiệp. Ngủ trong nhà tiêu tức là tiêu nghiệp. Đấy, đấy. Ăn hành tức là pháp hành, còn ăn trứng tức là gì ạ? Là tương nhiên là trứng quả, ăn càng nhiều trứng thì quả trứng thì càng gì, càng cao. Đấy, nó thô lỗ như thế. Thì những người mà có tri thức, có sự hiểu biết, họ hiểu ra rất là nhanh. Nhưng mà một số những người mê muội thì vẫn bị lừa. Đa số các Phật tử mà chúng ta không có chữ, không biết đọc, biết viết, mà ham mê, ham cầu thần thông, lười tu mà muốn chứng đắc cao thì dễ bị lừa. Còn những Phật tử mà có chữ, có văn hóa, có sự hiểu biết, có sự nghiên cứu, học hỏi rồi thì chắc chắn sẽ không bị lừa. Nhưng cái nó tế nhị là bị lừa lắm. Cho nên đây có Phật tử hỏi này, có một số Phật tử bây giờ thường là đi lên mạng giảng trực tuyến và có dẫn dắt cho các Phật tử nói rằng là tu chứng thấy gì? Tu chứng thậm chí là thấy được kiếp trước của và tương lai của mình và của mọi người, thấy được cả gia tiên, cả oan gia trái chủ của mình và của mọi người, vân vân. Mà đây nói là thậm chí có cả trong đạo tràng chúng ta có cả người cũng đi theo cái này, bỏ cả đạo tràng đi theo cái này. Đâu ai đâu giơ tay thì xem. Nào, anh Hùng giơ tay lên để xem, để phỏng vấn đi ngay tại đây đi xem nào. Có ai bỏ đạo tràng đi theo cái này không? Ở đây ấy, có không? Có không? Giơ tay đi xem nào. Làm gì mà xấu hổ, nếu có đi rồi thì cứ giơ tay có gì đâu. Để thầy nói ra cái sai cho mà hiểu. Các vị biết là ở trong Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật chúng ta, đặc biệt là trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, các vị về đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao đi. Ngài dạy rất rõ cái điều này. Không có cái vị tu chứng nào thực sự ở trong Phật môn của chúng ta mà đi khoe là tôi thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia, tôi chứng được cái nòi, cái này, cái nọ, cái kia, kể cả đó là tăng ni hay là Phật tử, không bao giờ có. Nếu có thì các ngài thị hiện ra liền là phải nhập Niết Bàn ngay. Ví dụ như tôi bây giờ tôi nói với các quý vị, tôi đã chứng được quả La Hán rồi, tôi biết được cái kiếp trước mọi người này, thế nọ, cái kia, biết được kiếp trước này, nó nói xong một cái thì tôi là phải ngồi an nhiên thị tịch ngay ở đây. Thì đó mới là tôi tu chứng thật sự. Còn nếu mà tôi nói xong mà tôi vẫn ngồi đây, xong tôi đi xuống dưới nhà giảng cho các vị chạy theo sau tôi là A Di Đà Phật, lạy Bồ Tát, lạy Thánh Tăng, để các vị mang tiền, mang đồ đến để cúng giảng tôi và tôi thọ nhận cái đó, tôi là đại ma đầu, chứ không phải là Thánh Tăng, không phải là La Hán, không phải Bồ Tát gì cả. Giải nhanh. Và Ấn Tổ nói là lấy ví dụ giống như là Tế Công Hòa Thượng ấy. Đó, khi mà Ngài gì? Ngài đích thân là gì? Là Hàng Long La Hán tái thế. Nhưng chúng ta thấy gì? Ngài phải giả điên, giả khủng như vậy để phá những cái chấp mê cho gì? Cho tăng ni và tín đồ Phật tử lúc bấy giờ thì quá chấp. Về đại đa số những tăng ni Phật tử nó lo chấp vào gì? Cái công đức tu hành của mình, cái việc tu tập của mình ấy, cho nên không giải thoát được. Vì vậy mà Ngài phá chấp, Ngài chỉ hiện là cái ông sư điên điên khủng khủng như vậy để phá chấp cho đại chúng. Nhưng chúng ta thấy chỉ có một cụ tế điên thôi, chứ làm sao có nhiều cụ tế điên như thế đâu, đúng không? Không có nhiều. Và lấy như cụ Bố Đại Hòa Thượng, tức là Ngài Di Lặc đó, Ngài cũng phải thể hiện là lúc thì như là người thông minh sáng suốt chính trực, lúc thì là như là người điên điên khùng khùng à, đấy. Và đến khi Ngài nhập Niết Bàn, mọi người mới biết Ngài chính là Di Lặc Bồ Tát. Còn lúc bình thường Ngài ấy thì hiện như ông sư điên, tùy duyên mà giả hóa, tùy căn cơ mà độ sinh. Đó, chúng ta thấy. Đấy, đọc trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Tổ dạy cho chúng ta rất rõ. Không có mê lầm một chút nào ở trong đó cả. Đó, chịu khó đọc. Thầy đã bảo rồi mà, ở trong các đạo tràng chúng ta nên gì? Những ngày cộng tu với nhau nên đọc An Sĩ Toàn Thư và nên đọc Pháp Uyển Châu Lâm. Thầy thỉnh đợt dịch, đại dịch tháng lần thứ hai thì dịch thỉnh về cho rồi đấy. Các đạo tràng, mỗi đạo tràng chúng ta thỉnh một bộ An Sĩ Toàn Thư, một bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Những ngày cộng tu với nhau dành ra 3 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ chúng ta đọc cho đại chúng cùng nghe. Cứ đọc dần như thế.
đọc hết cái bộ An Sĩ Toàn Thư hoặc bộ Pháp Uyển Châu Lâm đó, đọc An Sĩ Toàn Thư trước xong đến Pháp Uyển Châu Lâm, sau này có thời gian nữa thì đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Tôi đảm bảo với các quý vị không bao giờ đi nhầm đường lạc lối, không bao giờ có một cái tà ma ngoại đạo nào có thể lừa được các quý vị, không bao giờ có một cái vị yêu nghiệt chi sư tu hành sai pháp nào có thể lừa được các quý vị, lôi kéo được các quý vị. Đó, cho nên cái kiến thức Phật học cũng rất quan trọng đối với các hành giả tu tập chúng ta, đặc biệt là những người tu theo tịnh độ chúng ta, rất dễ bị người ta gì lợi dụng cái đức tin của mình để họ dẫn dắt chúng ta đi theo con đường tà đạo. Mà chính họ cũng có khi họ không biết họ đang đi theo con đường tà đạo. Họ biết thì họ lại thay đổi rồi, nhưng họ không biết. Hoặc là có người biết đấy, nhưng vì lòng tham, do lừa gạt tín đồ Phật tử tín chúng, do đồng lừa gạt được đồng đạo, cho nên họ có tiền, cho nên biết, nhưng mà vì lòng tham họ không dám bỏ. Còn cũng có trường hợp là không biết là mình đã và đang đi sai đường. Đó, khổ lắm. Đấy mới gọi là thời mạt pháp. Pháp sư thuyết pháp giống như lá ở trên rừng, nhưng người thuyết đúng giống chỉ như lá ở trong bàn tay Đức Thế Tôn thôi. Nó như thế đấy. Cho nên cái trường hợp này, Phật tử này hỏi, nói rằng đấy, có một vài cư sĩ thường nói rằng là nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và truyền bá pháp môn tịnh độ, tự nói rằng mình biết được kiếp trước của mình và của người, biết được tương lai của mình và của người, rồi thấy được oan gia trái chủ, các vong linh của các tín đồ Phật tử liên hiếu đồng tu vân vân. Nói như vậy sai bét hết các quý vị. Tôi khẳng định trường hợp này là tà đạo. Trường hợp này là bị gì ạ? Bị ma nhập, bị ma dựa. Nó giả cho thấy như thế các quý vị. Đó, giả cho thấy như thế. Tôi đảm bảo 100% trường hợp này, là những trường hợp như thế này là đều là ma dựa, chứ không tu chứng cái gì cả. Các vị muốn làm quyến thuộc của ma thì cứ đi thôi, tôi có cấm đâu. Phật cũng không cấm mà, chúng tôi không cấm. Phật cũng chỉ nói lên cái chính cái tà, để cho chúng sinh biết đó để phá mê khai ngộ, để cho chúng sinh biết đó để gì? Bỏ vọng về chân, bỏ tà theo chính. Còn nó bỏ hay không, đó là việc của chúng sinh. Đức Phật cũng không ngăn cấm, mà cũng không bắt chúng ta phải theo Phật, cũng không ngăn cấm chúng ta không được đến chỗ đó. Chúng tôi cũng vậy, cũng không ngăn cấm chúng ta không được đến chỗ đó, cũng không bắt chúng ta phải đến cái chùa Khai Nguyên này để theo Thầy. Không bao giờ. Tùy duyên, tất cả là tùy duyên. Nói để chúng ta biết, còn mê hay ngộ là do chúng ta quyết định. Bỏ vọng hay là gì, hay là bỏ chân cũng theo, cũng do chúng ta quyết định. Theo vọng hay là theo chân cũng là gì, do chúng ta quyết định. Đó, chúng tôi nói, khẳng định lại một lần nữa, những cái trường hợp như câu hỏi này, khẳng định không 99 đâu, 100% này là do ma dựa. Vì đâu chúng tôi biết cái điều đó? Các vị đừng có cần phải hỏi vì đâu chúng tôi biết điều đó. Các vị cần muốn biết điều đó thì thời một thời gian thôi, nó sẽ rõ thôi. Giống như cái pháp niệm Phật, bất niệm tự niệm mà mấy thầy ngày xưa trong miền Nam truyền bá rầm rộ ra miền Bắc chúng ta, bây giờ gì, nó rõ rồi. Không cần phải giải thích, mọi người tự biết. Còn cái trường hợp này, hôm nay tôi lại tiếp tục, tôi khẳng định với các quý vị, 100% là do ma dựa, do tà đạo. Tu tập sai chính pháp của Đức Phật, bị ma dựa nó cho thấy, nhìn thấy cái này, cái nọ, thế kia như thế, cho nên tự nghĩ rằng mình là tu chứng rồi. Nhưng tôi khẳng định 100% là do ma dựa. Còn các vị đừng có hỏi là tại sao Thầy lại biết, tại sao lại khẳng định như vậy. Không cần phải hỏi điều đó, mà để cho thời gian thì nó sẽ trả lời.